Xin chào các bạn. Về bộ binh, tổ chức cơ bản nhất là tổ chiến đấu gồm 3 người. Các cấp trong quân đội được tổ chức theo nguyên tắc tam tam chế với tổ chiến đấu, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và quân đoàn, quân khu. Tuy nhiên, trong quân đội nhân dân Việt Nam, tùy theo tình hình và địa bàn, biên chế từng đơn vị không cứng nhắc mà có những điều chỉnh khác nhau để phù hợp với hoàn cảnh. Tiểu đội là đơn vị nhỏ nhất mỗi tiểu đội bộ binh thường có 3 tổ chiến đấu, mỗi tổ chiến đấu 3 người. Trong phòng không không quân, tiểu đội tương đương với tổ bay. Trong tăng thiết giáp, tiểu đội tương đương với kíp xe. Trong pháo binh, tiểu đội tương đương với khẩu đội. Ký hiệu của tiểu đội là A. Trung đội thường gồm 3 tiểu đội. Mỗi trung đội bộ binh gồm 3 tiểu đội bộ binh. Do một trung đội trưởng và phó trung đội trưởng chỉ huy, tổng quân số từ 20 đến 29 người. Trung đội thuộc biên chế của đại đội cũng có những trung đội được tổ chức độc lập, thuộc quản lý của cấp cao hơn. Ký hiệu của trung đội B. Đại đội thường gồm 3 trung đội. Một đại đội bộ binh của quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm 3 trung đội bộ binh, 1 đến 2 khẩu đội cối và đại liên, ban chỉ huy đại đội và bộ phận hỗ trợ. Tổng biên chế của đại đội bộ binh vào khoảng 90 đến 112 người. Đại đội thuộc biên chế trong tiểu đoàn cũng có những đại đội được tổ chức độc lập, thuộc quản lý của cấp cao hơn ký hiệu của đại đội C. Tiểu đoàn là phân đội chiến thuật lớn nhất trong quân đội Việt Nam. Tiểu đoàn bộ binh thường gồm 3 đại đội bộ binh, một đại đội hỏa lực được chia thành các trung đội B40, B41, đại liên, súng cối, chống tăng và ban chỉ huy tiểu đoàn cùng các trung đội trực thuộc là vệ binh, trinh sát, công binh và thông tin liên lạc. Tổng quân số của một tiểu đoàn từ 500 đến dưới 1.000 quân. Tiểu đoàn nằm trong biên chế của trung đoàn, lữ đoàn, huyện đội, cũng qua những tiểu đoàn được tổ chức độc lập thuộc quản lý của cấp cao hơn. Ký hiệu của tiểu đoàn là D. Trung đoàn là binh đội chiến thuật cơ bản trong quân đội. Một trung đoàn thường gồm ban chỉ huy trung đoàn, các bộ phận hỗ trợ, vệ binh, trinh sát, thông tin liên lạc, ba tiểu đoàn bộ binh, đại đội hỏa lực, chống tăng, cối, phòng không, một số đại đội công binh, quân y, thông tin. Quân số trung đoàn bộ binh khoảng 1.500 đến 3.000 người. Trung đoàn nằm trong biên chế của sư đoàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có một số trung đoàn được tổ chức độc lập, thuộc quản lý của cấp cao hơn. Ký hiệu của trung đoàn là E. Lữ đoàn. Trong lịch sử quân đội, ít tổ chức biên chế lữ đoàn bộ binh. Hiện nay, đa số các lữ đoàn bộ binh đã giải thể, chỉ còn lại lữ đoàn binh chủng. Một lữ đoàn binh chủng sẽ có từ 3 đến 5 tiểu đoàn binh chủng, một tiểu đoàn kỹ thuật, ban chỉ huy lữ đoàn và bộ phận hỗ trợ hầu hết các đơn vị binh chủng trực thuộc quân chủng, quân khu, quân đoàn, binh chủng đều được tổ chức cấp lữ đoàn. Tuy nhiên, một số đơn vị binh chủng tuy mang phiên hiệu lữ đoàn nhưng thực chất là biên chế tổ chức chỉ như một trung đoàn như lữ đoàn hóa học 86. Quân số lữ đoàn từ 3.000 đến 4.000 người. Tổ chức một lữ đoàn tăng thiết giáp gồm 80 đến 100 xe. Lữ đoàn pháo binh, pháo cao xạ có từ 40 đến 50 khẩu. Lữ đoàn cũng có thể gọi là sư đoàn rút gọn. Lữ đoàn không có ký hiệu riêng. Sư đoàn là binh đoàn chiến thuật cao nhất. Sư đoàn thường gồm 3 trung đoàn và một số đơn vị trực thuộc. Ví dụ, sư đoàn bộ binh cơ giới gồm 3 trung đoàn bộ binh cơ giới, trung đoàn pháo binh, trung đoàn phòng không, tiểu đoàn xe tăng, tiểu đoàn pháo phản lực và các tiểu đoàn công binh, thông tin, trinh sát, vận tải, ban chỉ huy sư đoàn và bộ phận hỗ trợ. Quân số sư đoàn từ 8.000 đến 10.000 người. Sư đoàn nằm trong biên chế của quân đoàn, quân khu, quân chủng, một số binh chủng có một số sư đoàn được tổ chức độc lập để có thể hành động độc lập. Ký hiệu của sư đoàn F. Quân đoàn là liên binh đoàn chiến dịch hoặc chiến dịch chiến thuật. Quân đoàn thường gồm 3 đến 5 sư đoàn và một số lữ đoàn, trung đoàn, trục thuộc như tăng thiết giáp, pháo binh, phòng không, công binh, thông tin, đặc công, trinh sát, phòng hóa, vận tải, ban chỉ huy quân đoàn và bộ phận hỗ trợ. Quân số quân đoàn từ khoảng 30.000 đến 50.000 người. Quân đoàn không có ký hiệu riêng. Quân đoàn có thể độc lập tiến hành chiến dịch hoặc đảm nhiệm một hướng chiến dịch trong đội hình cấp trên. Quân khu là tổ chức quân sự theo lãnh thổ. Quân khu gồm một số đơn vị bộ đội thường trực trực thuộc quân khu và các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân tự vệ thuộc tỉnh, thành phố trong địa bàn quân khu. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy để lại ý kiến và bình luận của bạn để bổ sung cho video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.